Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chương mục Tin nóng hàng ngày. Cô dâu 62 tuổi trổ tài chăm chồng trẻ 26 tuổi, dân mạng lại ngỡ ngàng. Thưa quý vị, người ta chỉ quan tâm đến mối quan hệ của cô dâu 62 tuổi và chú trẻ tuổi 26, mà ít ai để ý rằng cô dâu cũng rất đảm đang, tài bếp nút chẳng kém ai. Câu chuyện tình yêu đầy trắc trở nhưng cái kết có hậu của cặp đôi cô dâu 62 tuổi, chú trẻ 26 tuổi, thu sau hoa cương ở Cao Bằng đã trải qua hơn một tháng nhưng vẫn là tâm điểm diễn ra trên mạng xã hội thậm chí cô dâu chú rể đi đâu làm gì đều gây chú ý và cũng trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Nhưng điều quan trọng nhất là dù dư luận có những ý kiến trái chiều hoặc hay ác ý về mối quan hệ này thế nào thì tình cảm của cặp đôi vẫn luôn gắn bó. Cô dâu Thu Sao 62 tuổi từng tuyên bố, ai nói gì thì nói, những người đó không cùng đẳng cấp với mình. Bỏ qua những bàn tán của người đời, cô Thu Sao vẫn chăm lo cuộc sống cá nhân, ngoài công việc chính cô còn rất quan tâm đến gia đình nhà chồng. Mới đây, khi về quê của chú trẻ, dù đã 62 tuổi, cô vẫn không quên nhiệm vụ của một nàng dâu là xuống bếp nấu các món ăn cho bố mẹ chồng. Cô viết trên Facebook cá nhân, vợ chồng sao cương, xin cảm ơn mọi người, từ hôm qua mình về quê chồng, không có thời gian trả lời một ai cả, thông cảm cho mình nha. Phận làm dâu mà hãy hiểu cho mình nha Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ mọi lúc mọi nơi nha Và bên dưới là tấm hình các món cô nấu ngay sau khi bức ảnh được đăng lên, dân mạng được dịp hết lời khen ngợi sự đảm đang của cô Thu Sao. Tuy nhiên đây không phải là những hình ảnh duy nhất mà cô dâu 62 tuổi nấu ở nhà chồng. Còn nhiều mong cơm hấp dẫn khác mà ai nhìn vào cũng phải nhận định độ đảm đang khéo tay của cô. Nếu để ý trên Facebook cá nhân có thể thấy, cô Thu Sao cần chia sẻ các mong cơm nấu cho chồng trẻ vô cùng đơn giản nhưng cũng rất ngon miệng. Trước đó, chồng của cô dâu 62 tuổi chia sẻ, trước khi trúng tiếng sét ái tình, anh Hoa Cương từng là khách quen, một tuần đến hút mụn một lần và tối nào cũng ghé quán chị Thu Sao uống cà phê. Họ chia sẻ với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống, rồi lửa gần rơm, cặp đôi có tình cảm với nhau lúc nào mà chính họ cũng không hề hay biết. Trải lòng về tình yêu cách biệt đến 36 tuổi, chú để Hoa Cương không giấu được cảm xúc. Tôi cũng đắn đo lâu lắm, nghĩ là mình còn trẻ mà chẳng có gì, vợ tôi lại là một người thành đạt, lại có tuổi rồi, liệu nói ra người ta có chấp nhận được mình không? Hoa Cương chia sẻ những tâm tư tình cảm thật nhất về quá trình anh phải chiến đấu với dư luận để bảo vệ tình yêu. Anh Cương khẳng khái, có nhiều người đã trèm pha tôi nhưng tôi chả để ý đến dư luận xã hội là gì. Nhưng điều duy nhất khiến anh do dự là sợ chị sao không đồng ý, không chịu được áp lực. Nhưng rồi tình yêu của anh chị đã chiến thắng tất cả. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên tò mò là cuộc sống đi làm dâu của chị Thu Sao có gì khác biệt khi mà mẹ chồng kém con dâu đến gần 10 tuổi. Mẹ chồng chị Thu Sao năm nay 55 tuổi, người dân tộc Nùng. Bà cũng kể, Cương đã dẫn khá nhiều bạn gái về, thường là các cô gái trẻ nhưng anh lại không được ưng ý. Đến khi thật sự nghiêm túc với Thu Sao, Hoa Cương mới chính thức đưa chị về ra mắt, đồng thời muốn chọn người phụ nữ này làm vợ mình. Mẹ Cương kể, lúc dẫn về mình cứ tưởng làm bạn hay là làm con nuôi hay như thế nào thôi. Con dâu gọi mình là cô chú, cũng không nghĩ sau đây lại gọi bố mẹ đâu. Mẹ chồng cô dâu 62 tuổi từng phản đối con trai mình rất nhiều trong cuộc hôn nhân này, đa phần vì bà sợ gia đình không có cháu nói giỏi. Khi gia đình phản đối gây gắt, cặp đôi quyết định không về quê một thời gian và giữ im lặng. Theo như lời mẹ anh Hoa Cương, thì một lần bà đi làm nương về mới được nghe người trên xã hỏi việc con trai sắp đám cưới. Bà rất bất ngờ nhưng cũng không vì thế mà tức giận hay gây áp lực cho con cái. Bà tôn trọng con trai khi mọi sự đã được an bài. còn quyết định thế này thì mẹ cũng không biết làm sao nữa, Mẹ chồng cô dâu Thu Sao kể lại Ấn tượng ban đầu của mẹ Cương về Thu Sao rất tốt Vốn là người hiếu khách mà nhất là khách do con trai mình dẫn về Nên bà rất nồng nhiệt Mặc dù hai bên đã nói chuyện khá nhiều Nhưng mẹ chồng cô dâu 62 tuổi Thật thà bày tỏ không nghĩ là thành hai vợ chồng giống như nằm mơ ấy Mẹ chồng cô dâu 62 tuổi còn thể hiện tình cảm với chị Thu sao? Con dâu đối xử với mình tốt thì mình đối xử tốt, mình làm thế nào được? Thương chứ sao không thương, nó đã vào nhà mình rồi, thương thì mới tổ chức cho chứ. Theo gót vợ 62, chú trẻ 26 tuổi bất ngờ đi nâng mũi lột xác thành anh chàng điển trai. Thưa quý vị, chú trẻ 26 tuổi bất ngờ phẫu thuật thẩm mỹ sau sự thay đổi ngoạn mục của cô dâu, 62 tuổi khiến cư dân mạng bất ngờ. Mới đây, cư dân mạng không khỏi bất ngờ sự thay đổi nhan sắc chống mặt của cặp đôi chú rể, 26 tuổi cô dâu 62 tuổi nổi tiếng tại Cao Bằng. Sau ca phẫu thuật cô dâu 62 tuổi trẻ ra như gái đôi mươi, gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhưng sự thay đổi đến khó tin của chú trẻ 26 tuổi khiến cư dân mạng bất ngờ hơn. Với khuôn mặt cúc cạnh triệu hoa cương, được một lần sử dụng thủ thuật, nhấn mí mắt tự nhiên diện mạo đã thay đổi trong thấy, nhưng lần này sự lột xác nhan sắc lại càng kinh ngạc hơn. Qua lần phẫu thuật nâng mũi này thì Triệu Hoa Cương đã trở thành một thanh niên vô cùng điển trai, do trước đây sống mũi thấp và cánh mũi dày nên Triệu Hoa Cương quyết định thay đổi và có thể thấy, nhan sắc của anh không kém cạnh các hot boy nổi tiếng đình đám. Trước sự thay đổi nhan sắc chóng mặt của cặp đôi đang rất được dư luận quan tâm, nhiều người cũng tỏ ra khá bất ngờ với sự chịu chơi của cặp đôi, không ngại ngần chỉnh sửa để hoàn thiện nhan sắc. Quá khứ chất chơi của cô dâu 61 tuổi hóa ra đã tẩm mỹ, lộ ảnh thời chưa xây mặt nhan sắc khắc hẳn. Thưa quý vị, chương tình của cặp đôi cô dâu 61 tuổi và chú rể 26 tuổi từng gây xôn xao một thời gian dài đã đi đến hồi kết với một đám cưới viên mãn hạnh phúc của cả hai dưới sự chúc phúc của nhiều người. Mới đây, cô dâu Thu Sao lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng với nhan sắc ở tuổi 61 của mình. Cụ thể, những bức ảnh thời quá khứ của chị được dân mạng chia sẻ một cách trầm rộ. Mọi người cho rằng cô dâu Thu Sao từng nhờ đến sự can thiệp của dao kéo. Để nếu giữ được những đường nét trên khuôn mặt, che giấu nếp nhăn tuổi tác khi tiến tới hôn nhân cùng với chú trẻ 26 tuổi. Bên cạnh đó nhiều người cũng ngưỡng mộ và khen ngợi nhan sắc dành cho cô dâu Thu Sao vì đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn giữ được nhan sắc khá trẻ trung rạng rỡ. Có thể việc yêu và được yêu đã giúp cho chị Thu Sao luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ nhờ vậy mà trở nên trẻ trung hơn. Trước đó cô dâu Thu Sao cũng từng chia sẻ, từ khi yêu nhau đến bây giờ, Tôi chưa hề nghĩ mình hơn chồng 35 tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi như những đôi lứa yêu nhau. Mỗi khi tôi nhắc chuyện già hơn chồng thì chồng đều bảo, em mãi mãi chỉ là một cô bé không bao giờ lớn được. Bên cạnh những lời chúc phúc thì cặp đôi cũng phải nhận không ít lời bình luận ác ý chỉ trích, thế nhưng cô dâu Thu Sao khẳng định, không quan tâm đến những lời mắng chửi những ngày qua, chỉ tin rằng tình cảm giữa vợ chồng mình sẽ chứng minh được tình yêu đích thực. Chị Thu Sao chia sẻ thêm về quan điểm trong hôn nhân của mình, bây giờ thì không phải là trong mơ nữa mà là sự thật, tôi rất xúc động và không thể nghĩ được rằng mình lại có đám cưới như ngày hôm nay, tình yêu của chúng tôi giờ chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng tôi tin rằng có lòng tin thì tình yêu của mình sẽ mãi bền chặt. Chị cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm tình yêu đã vực dậy chị rất nhiều. Thay được ở bên nhau 5 năm 10 năm mà vui vẻ hạnh phúc còn hơn 5-60 năm mà le lói đau khổ cả một đời. Bản thân chị rất mãn nguyện, dù sống 2 đến 3 năm nữa, chỉ có đi trước một bước thì cũng mong sao chồng tìm được một người phụ nữ khác chăm lo. Dư luận hôm nay vẫn có người ném đá, người ủng hộ nhưng hy vọng những ai chân thành, kiên tâm với tình yêu thì sẽ nhận được những hạnh phúc xứng đáng. Chú rể 26 tuổi Triệu Hoa Cương tiết lộ ý nghĩa món quà viên kim cương tặng vợ 62 tuổi dịp 20 tháng 10. Suốt thời gian vừa qua, câu chuyện tình và đám cưới của cặp đôi vợ chồng lịch tuổi giữa chị Thu Sao 62 tuổi và chú rể Hoa Cương 26 tuổi ở Cao Bằng đã gây xôn xao mạng xã hội. Mới đây ngày 20 tháng 10, anh Hoa Cương tiếp tục gây bất ngờ khi tặng một món quà đặc biệt cho người vợ 62 tuổi của mình nhân ngày đặc biệt dành cho phụ nữ. Anh Triệu Hoa Cương cho biết, tôi và vợ đều đang ở Hà Nội để chờ vợ làm đẹp xong, chính vì thế tôi đã ấp ủ ý định tặng vợ món quà đó là đính viên kim cương vào răng vợ. Xin phép cho tôi không tiết lộ số tiền, vì đó là số tiền tôi dành dụm muốn tặng vợ món quà ý nghĩa nhất nhân ngày đặc biệt. Về ý nghĩa món quà anh Hoa Cương chia sẻ thêm, thật ra ý nghĩa của món quà này đơn giản lắm, tôi tặng vợ viên kim cương gắn vào răng bởi tôi tên Cương nên tặng vợ kim cương như thể hiện tình yêu vĩnh cửu mà thôi. Bất ngờ nhận được món quà ý nghĩa từ chồng trẻ, bản thân chị Thu Sao cũng không giấu nổi sự xúc động. Thật sự tôi biết 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam, từ sáng có hỏi chồng tặng món quà gì không, nhưng chồng không nói gì, đến chiều chiều cũng không thấy gì, thì tôi đã thất vọng lắm rồi. Ai ngờ đến chiều tối, chồng dẫn đi đến một thẩm mỹ viện rồi bảo lên tầng hai Tôi có hỏi chồng lên tầng hai làm gì, thì chồng bảo vợ cứ lên đi, khi lên chồng bảo tặng vợ viên kim cương gắn vào răng. Chị Thu Sao chia sẻ, tôi thật sự bất ngờ, không biết chồng còn dành cho tôi những bất ngờ nào khác nữa, nhưng tôi thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Cách đây ít lâu, chú rể Hoa Cương cũng đã nhấn mí mắt xăm tên vợ lên ngực, chia sẻ về việc quyết định nhấn mí. Anh Cương cho biết từ khi sinh ra đã mắc một mí. Sau khi lấy vợ, mọi người thường nói anh là một mí ti hí mắc lương, nên anh quyết định nhấn thành hai mí. Sau khi trở về từ chuyến công tác Myanmar, chị Thu Sao đã đến một thẩm mỹ viện cải thiện nhan sắc, Chiều 15 tháng 10 vừa qua tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, chị Thu Sao đã cùng chồng mới cưới đến đây thực hiện hút mở bụng, cấy mở mặt, cấy mở bàn tay. Sau quá trình làm đẹp, gương mặt của chị khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Sắp tới, chị Thu Sao cùng chồng sẽ trở về Cao Bằng tiếp tục các công việc thường nhật của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.